gặp người vợ gục khóc cạnh xe lăn của chồng cần được Giang Kim Cúc giúp đỡ. Câu chuyện về đôi vợ chồng già mưu sinh trên đường phố Sài Gòn và phải chia ly ngay tại mảnh đất ấy giữa những ngày dịch Covid-19 căng thẳng khiến nhiều người xôn xao. Khoảnh khắc người phụ nữ ngồi khuỵu bên đường suy sụp khi chứng kiến người chồng qua đời trên chiếc xe lăn mà bà vẫn đẩy ông đi bán vé số hàng ngày gây xúc động. Người vợ làm đủ trong bức ảnh là bà Nguyễn Thị Thu Lan, được nhóm thiện nguyện Giang Kim Cúc đã tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ. Tưởng rằng cuộc sống của người phụ nữ kia sẽ có thêm hy vọng, nhưng rồi nỗi nhớ thương chồng, sự dày vò của bệnh tật, nghèo khổ vẫn bám lấy cô. Vào những ngày cuối tháng 9 năm 2021, chúng tôi theo chân phóng viên tìm đến căn trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm đường liên khu 56, xã Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, nơi cô Lan đang sống nhờ tình thương của gia đình người em họ. Ngồi trước cửa nhà, người phụ nữ lớn tuổi liên tục lấy tay gạt nước mắt mỗi khi nhắc đến người chồng bạc mệnh. Gần 20 năm nên nghĩa vợ chồng, dẫu không có con cái, nhưng cả hai đều hết mực yêu thương nhau. Sự ra đi đột ngột của chú Tài khiến cô Lan chết lặng, rơi vào tuyệt vọng. Hơn một tháng sau khi chú Nguyễn Văn Tài sinh năm 1968, chồng cô qua đời, cô Nguyễn Thị Thu Lan vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự ra đi của người chồng đầu ấp tay gối. Cô Lan bật khóc chia sẻ. Ông bệnh tai biến 3 năm nay, cô đẩy ông đi bán vé số, sáng đó hai vợ chồng còn giỡn với nhau, vậy mà ông đi bất tử, bỏ lại cô một mình. Cô Lan vẫn còn nhớ in cái giây phút gọi chồng trong vô vọng, trên chiếc xe lăn cũ kỹ, chú Tài vẫn còn ngồi đó nhưng chẳng thể nào tỉnh dậy được nữa. 12 giờ ngày 20 tháng 8, sau 20 năm chung sống cùng nhau, chú Tài đã bỏ lại cô Lan mà ra đi. Cô nghẹn ngào kể lại, lúc đó cô không biết trời trăng gì nữa, ngồi đó mà gào, mà khóc, mà hét lên thôi, chỉ có một thân một mình, cô ước gì cô chết liền cùng chú luôn. Ổng đi đột ngột quá trời, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, sáng ổng còn giỡn với cô, vậy mà chưa ăn được mấy muỗng cơm, rồi đi lúc nào không biết. Theo cô Lan, ngoài số tiền 30 triệu nhận được, trước đó nhóm Giang Kim Cúc cũng đã gửi cô 5 triệu tiền hỗ trợ mai táng cho chú Tài. Đây là một số tiền vô cùng lớn đối với cô, nhưng điều khiến cô nuối tiếc nhất là trước kia khi chú còn sống, hai vợ chồng đi năn nỉ mượn tiền chữa bệnh, nhưng không một ai giúp đỡ. Sau khi lo hậu sự cho chồng cô xong, cô Lan dọn về sống chung với gia đình người em họ tại quận Bình Tân. Tuy nhiên, chứng bệnh cũ vẫn trong người tái phát, khiến cuộc sống của cô thêm phần vất vả. Mặc dù may mắn không nhiễm Covid-19, nhưng bà Lan lại đang mắc bệnh u nang buồng trứng. Do đó, mọi người hy vọng có số tiền trên và có thể dùng để chữa trị bệnh, lấy lại sức khỏe. Nhờ sự hỗ trợ của Nhi trong nhóm thiện nguyện Giang Kim Cúc, ngày 30 tháng 8, cô Lan nhận được tro cốt của chú Tài và đem lên chùa để gửi. Vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp, cô Lan không thể tự di chuyển lên chùa để cúng cho chú Tài, nên cô có nhờ Nhi hỗ trợ. Tuy nhiên, sau ngày nhận tro cốt, cô Lan không liên hệ được với Nhi, cũng như nhóm thiện nguyện Giang Kim Cúc được nữa. Những ngày sắp tới, không biết cô Lan sẽ sống ra sao khi mà nỗi nhớ thương chồng và bệnh tật cứ dày vò trong tâm trí cô. Sau tất cả vất vả mưu sinh trên khắp nẻo đường Sài Gòn, giờ đây mọi người đều mong muốn cô Lan có được một cuộc sống bình an, nhiều tình thương từ người thân ở tuổi xế chiều. Mong cô luôn có đủ sức khỏe để vượt qua chặng đường cuối cuộc đời còn lại.